Bài Bạch Hạc Sơn Quyền. Đầu tiên bái tổ kính sư. Bạch Hạc ra bộ Thôi Sơn tấn liền. Thăng Thiên Phượng Vực xây tròn. Kim Tiêu hồi bộ song đao xỉa tiền. Thần cung xạ tiễn tấn tiên. Cước ngang bộ phượng bay lên móc liền. Đăng Sơn hữu tả xỉa nghiêng. Bạc Phong cước tới sông Phi Phượng Hoàng. Quét chân hoành tọ Đăng Sơn. Hồi Thăng Phượng Vực xây tròn Thôi Sơn. Đăng Sơn tả hữu quy hình.
Thôi Sơn tấn tiếp cước ngang chảm xà. Xây người Dương Bộ đăng sơn. Cước ngang phi tới, xây thân kính chào.